Đã không ghi được bàn rồi mà Hỏa mới còn ngừng hó kể từ giây phút ấy nữa. Rồi còn gì nhỏ hơn nữa không mang hết ra đây. Tôi đã quá mệt mỏi rồi. Còn gì nữa đâu mà khóc vơi sầu. Ấy chà, chào anh Cơ Động, mũ nón trồng có trắng gớm nhỉ? Gõ cái lấy may xem nào. Bố lên nhé anh. Sắp xong rồi, sắp được về rồi. Phai chi. Thằng này tới số rồi đấy. Nó dám chờ cả anh Tài thế này à? Riết rồi loạn 12 sứ quân. Đến cả trọng tài mà vẫn dám phan đến chảy máu đầu vậy luôn đó. Sợ chưa? Cái khung thành có tội tình chi. Ơ hay cái ông này. Trách Karim Benzema xuất hiểm quá thôi chứ. Hoang uổng quá bao đại nhân. Thật ra để giữ hòa khí cho đúng chuẩn một trận giao hữu, cho nên tôi mới xuất trượt quả này thôi mấy ông ạ. Tưởng đâu thành nghệ sĩ hài giống như cái đội em kia đâu. Này mấy thằng kia, có biết đấy là chỗ cái sếp nghỉ ngơi không hả? Làm gì mà tính phá cả cửa nhà tôi luôn vậy? Giờ thích làm sao? Ông là trọng tài đúng không? Dàn xếp vụ này như nào đây? Tránh ra để tôi hỏi tội mấy thằng mặt dày kia. Các chú bán nháo quá à. Không để ai ngủ nghỉ gì hết à. Phải đánh. Được quả thú môn chơi chân như mày, bếp Guardiola mà trông thấy chắc cũng phải dùng ngay hai lọ thuốc nhỏ mắt mới đủ mất. Đa đâm vậy là dở rồi dân chơi. Trời ơi cái quân què gì vậy bà? Thôi xuống đây. Anh với chả em thấy người ta tuột dây dày không cột lại hổ thì thôi, còn đá luôn quả bóng kê chơi như vậy à? Tôi ghim ông rồi đấy nhé. Vào trận biết tay tôi nha. Футболисты Сельты момент возникает у ворот Яна Облака и не забивает. Яго Аспас. Фантастика. Tất cả đều phải quỳ lại trước hào quang chói lọi của vị đấng tối cao này. Mà chắc chói quá nên đấng cũng bị lóa mắt. Gôn trống đóng ra ngoài luôn. Ô kìa mấy anh Liverpool, có cần khiến người hâm mộ phải thót tim như vậy không? Đá bình thường cái câu nào. Lại nữa nè. À, hóa ra tất cả nguồn cơn là do những quả phát bóng của Alisson Becker hả? Ông thần cứ chơi cục với anh em thôi, giỏi ghê không? Kiểu gì? Mấy cái ông áo đỏ có biết ghi bàn vào lưới đội tôi không đấy? Hay lại phải để thằng này làm mẫu cho một phát? Đây nha, chỉ một lần này thôi. Lắc cái đầu sao cho chuẩn nghe. Đó, dễ chưa? Thế nhé, chào anh em, tôi đi lánh nạn đây. Panenka theo kiểu bóng gồng hay gì mà yếu đuối vậy ba? Trông chẳng có một chút sát thương nào hết trơn vậy. يا سلام يتوغل عمر لا 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 لا
Đã phản lưới lại còn chen xứ phở. Alo thủ môn đội mình nữa. Ông thần này nặng tội lắm rồi đấy nhé. Xem đi xem lại mà vẫn còn cay hết cả gò má à. Nghĩ nó tức. Thế hóa ra không làm nhưng vẫn đòi ăn thành công hả các con vợ? Sao có bậc cao nhân nào bảo không làm chỉ ăn cái ấy? Anh cứt. Cái ấy thôi mà. Ảo thật đấy. Đùa té ngồi làm gì căng. Biết thừa bóng đi ra ngoài rồi. Đu chút xà cho giãn gân cốt nào bà con. Duy nhất được chơi chỉ là quả bóng thôi nhé. Đừng có thêm bất kỳ bộ môn nào khác. Ok. Trong ngáo đét thế này thì chắc chắn ông nhỏ lại đi cảnh trước trận rồi. Đồ ngon đấy. Đồ anh hại. Bất ngờ chưa Nema? Cú lừa này hơi đau nha. Nhưng sự thật còn hơn thế nữa cơ. Ú, à, nè, giật mình lần hai nhé, streamer mới nổi. Đấm nó đi, đúng rồi, hay lắm chàng trai. Thế mới đúng là học trò của ta chứ. Sao, ý kiến ý cò gì đấy? Bác cứ thích cười cháu thì làm sao? Cay chưa? Thật ra mau, có phải tụi bay vàng xếp để triệt hạ ông già này không? Nặng cái tội chưa? Quả này ông cho xanh cỏ hết, không có đá đấm gì nữa. Xin lỗi những người anh em thiện lành, ngày hôm ấy tự nhiên điên quá. Chứ thật ra có một bàn thắng thì tôi cũng tiếc rẻ mấy ông làm gì đâu. Tại cứ bị lên đồng thôi ấy, biết làm sao. Ôi, xuất sắc mẹ luôn. Thấy hôn lên trái bóng, tức là có điềm báo rồi đấy. Chuẩn bị nhận lấy đau thương đi này. Ấy ấy xí khoan, quả vừa rồi lỡ đà không tính. Xí xóa nhé, để làm lại này. Mê cái cách anh này dứt điểm trong lúc tỉnh táo mà như say rượu. Anh chỉ cần phun chân cũng đủ khiến tất cả phải say theo rồi. Nào, tại sao lại mất đà đúng vào thời điểm nhạy cảm đó vậy bạn tôi? Tự nhiên biếu không bàn thắng cho đội áo trắng. Hay thật không? Mấy bố này kể ra cũng thù dai. Đã trả đũa là phải gấp 5 gấp 10 lần mới chịu cơ. Thế nó mới gọi là cảm giác. Ơi chết tiệt, cái thằng chết tiệt này mày đang làm cái quái gì vậy hả? Xòe tay ra đi anh sai. Em có cái này hay cực. Đó thấy không? Cười tức là thú vị rồi. À, hi hi. Giật mình cũng là cái tội. Kiếp thủ môn khổ thế đấy. Quay đi quay lại cái thành tội đồ luôn. Người ta đang băng lên rồi mà sao chuyện cái quả khó quá vậy. Lỗi này anh chàng thủ môn xin phép được né ra nhé.
Ủa rồi đang đá bóng mắc mớ gì lô bàn trải ra cỏ răng phải ông thần? Thích tạo scandal để nổi tiếng nhanh hay gì? Thằng này ăn học đầy đủ thế này.